Bạn có thể chuyển dữ liệu một cách dễ dàng từ iPhone sang các điện thoại và máy tính bảng Samsung Galaxy mà không lo bị mất dữ liệu. Tất cả những gì bạn cần là một cáp USB của iPhone, iPhone của bạn, điện thoại mới Samsung và cáp OTTE. Đầu tiên, tắt iMessage. Tiếp theo, tải ứng dụng Smart Script miễn phí trên Google Play về điện thoại Samsung. Mở ứng dụng Smart Script. Chọn thiết bị iOS, nhấn bắt đầu và nhập dữ liệu từ iOS. Kết nối cáp USB của iPhone vào OTTE và kết nối hai đầu còn lại vào iPhone và điện thoại Samsung. Xuất hiện một bản thông báo trên iPhone, chọn tin dùng và chọn tiếp theo trên điện thoại Samsung. Chọn tìm nội dung trên điện thoại Samsung. Sau đó chọn những mục bạn muốn chuyển và nhấn nhập liệu. Và bây giờ tất cả dữ liệu bạn muốn đã được chuyển đổi. Thật tuyệt phải không? Thời gian chuyển đổi phụ thuộc vào khối lượng dữ liệu chuyển đổi. Sau khi hoàn thành, bạn có thể chọn ứng dụng tùy thích để tải về. Nhìn xem, những tấm ảnh thật đẹp phải không nào?